Vâng, hello anh em rồi nha. Hôm nay là ngày 19 Tết rồi. Anh em nào có nhu cầu mua xe, lái xe, chạy thử xe qua em thành Bến Tre còn rất là nhiều, anh em nhìn nè ha. Rất là nhiều sản phẩm đợi anh em mình luôn. Anh em qua lựa qua lấy thử, hôm nay ngày 19 ngày cũng khá là tốt. Cho nên là sáng giờ bây giờ mới 10 giờ mà sáng giờ bàn giao được 4 xe rồi. Mà 4 xe này là những khách cọc từ bữa giờ, chúng ta là 4 xe bán bữa nay nha. Đó, ngày 19 là ngày tốt. Cho nên hôm nay xe nào anh em qua xem xe nào mà ngày hôm nay anh em mình mua. Đó, xem xe, chọn xe ngày hôm nay. Em sẽ bớt cho em mình từ 5 triệu cho đến 10 triệu lấy lọc nha. Tết tới rồi, bớt cho em lấy lọc nha anh chị nha. Rất là nhiều xe đợi anh em mình luôn nè anh em không. Địa chỉ này mình gõ Google Thịnh Bến Tre, đi theo vị trí là tới anh chị nha. Theo vị trí là tới địa chỉ anh chị ha. Anh em có xe bán thì gọi cho em luôn qua số 0564717171. Rất là nhiều xe đẹp đợi anh em mình luôn anh chị nha. Nó bán tải mẹt rồi xe auto BMW Rio nè anh em không. BMW i10 Cru. Rất là nhiều BMW mới lấy nè. Tí xíu lên sóng chi tiết cho anh em mình xem. Xe nguyên zin cộp chạy 100.000 nữa nè anh chị. Nó nhiều lắm anh chị. Anh chị qua lựa thoải mái lái thử vô tư. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở clip sau. Chúc cho anh em mình buổi sáng nhiều sức khỏe, thật thành công trong cuộc sống nha.